Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng ở trên nhà ga chính. Các cửa hàng còn chưa mở. Đây có Burger King. Bây giờ chúng tôi đang chờ ngoài trên bảng hiện ra cửa số mấy. Đây có cửa hàng sách Sephora, bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép, hiệu thuốc. Nói chung là ở trong ga này thì không thiếu gì cả. Coffee shop. Đèn sáng luôn. Nè, coi chung xin mày. Đi. À, luôn. Đầy đủ bên ngoài như thế nào thì ở bên Lego này như thế. Thang máy cũng đi lên luôn. Thang không bắt cái rồi à? Nó xuống. Yo tăng lên chỉ để nó có xuống. Yo nó. Yo xuống thật. Xin tăng lên tập kia. Rồi bây giờ chúng tôi đã lên trên tàu rồi. Chào các bạn. Tàu này tên là tàu gì con nhỉ? SC 176. Ừ. Chúng ta sẽ đi Hanover. Hanover. Không, đi Hamburg xong rồi mình phải xuống ở Dresden. Con có thể giới thiệu tàu đi. Con cầm này. Thì từ ngày xưa. Ngày xưa ấy. Nhà mình ở chỗ nhà cũ gần đâu để đây ấy. Sau tớ hay nhìn thấy tàu cả ngày ấy, sao tớ bảo tàu. Đúng, nhìn trên đường. Nhưng mà Việt Nam ấy chưa được cập nhật. Nhưng mà người ta chưa kể, nhưng mà nhà mình vừa biết chắc kể là được. Mà không biết tiếng Anh lắm. You are not true. Ok, bây giờ là sẽ đến chuyển tàu. Đến một cái tàu nữa thì mới đến nơi được. Tàu này sẽ đi đến 4 giờ chiều mới đến nơi. Ok. Let's go. Ok, bây giờ đến chuyển tàu đây. Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm cái tàu mà nó đưa mình sang bên Hannover, Đức. Các bạn không phải sợ, nó sẽ rất cực kỳ nguy hiểm. Hỏi cái gì không biết. Bây giờ sẽ đi theo tìm con IC2440. Thôi con để tự đeo đi cái này rồi là hút về đi. Về đi hút. Mẹ đi đi, mẹ đi theo đi. Mẹ, không, nó có tóc xu. Vừa hỏi bác áo vàng kia bằng tiếng Anh, như bác nói tiếng Việt. May không hỏi tiếng Việt Nam. Hey, sir. Mình mà nói tiếng Việt Nam bác ấy mà nói được nốt tiếng Việt Nam nữa thì thôi. Chắc còn ngã xuống đấy. Thả tay thoải mái đi, cái này người ta cho mình đi mà. Okay. Thử thả tay đi xem nào. Không bao giờ rơi luôn, thật sự luôn.
Thấy chưa? Thấy chưa, bảo rồi. Hay, bây giờ. Mày đẹp tay bây giờ. Cái tay kiểu gì? Ờ, săn thế. Thôi để em kéo thôi. Mình không phải gì cả, cho nên là mình chỉ cần lên tàu thôi. Không cần đi vệ sinh, thì mình không cần uống nước. Chú gắt cả. Đi xe cái gì? Mình đang đứng chờ chờ tàu. Nó mất đi rồi. Mà biết gì chưa? Nó mới. Ở đây có được không? Được. Ok, bây giờ chúng tôi lên đến tàu rồi. Tàu này 2 tầng. Ừ. Nhưng mà ok ở trên. Nhưng mà đi đâu đấy? Tàu 2 tầng thoải mái. Dạng kiểu. Nhưng mà tàu kia đi xe lắm này mà. Tàu chạy hướng này mà. Chưa đi đâu, nó chưa đi đâu. Chưa đâu, 2-3. Nóng quá. Nóng quá. Wow. Tàu chạy êm nhỉ. Chưa cái tầm này được ấy, còn nó không khó. Nó dễ cực. Bây giờ chỉ còn độ 15 phút nữa là đến. Nhưng mà trời bây giờ đang rất là mưa. Nó vừa đón chúng tôi vào một cơn mưa. Nó rất là giống như là cái thời tiết mà cách đây khoảng 8 năm tôi sang Đức. Trời cũng đang mưa, nhưng mà không sao. Chắc tính tạnh. Ok, bây giờ chúng tôi đã đến cái ga. Ga chính của Hannover là quận Đức rồi. Bây giờ chờ bà Yến ở đâu? Hannover hả? Bà Yến. Đi thôi. Bà bảo là ra bên B sao? Con đứng ở cửa ra rồi.
Đây bà Yến đây rồi. Cháu chào gì? Ông được. Gì? Gì càng ngày càng trẻ. Càng trẻ cái đầu mày trẻ. Giá đi con đi đây. Vâng. Đi được nào rồi? Bảo là chị ra. Đi em. Đi để cái túi lên đây con xách cho. Thôi khỏi đi, cái này không có gì đâu. Con kéo cho. Đây mình đặt luôn cho em cái lúc bao lâu. Vâng. Đi từ 8 giờ thì là ok. Đi ra ga là 7 giờ hơn ở ga. Ủa vất vả quá đúng không? Nhưng mà 8 giờ là từ Bara. Vâng. Thế thì đâu có phải là chậm đâu. Nhà đi thế này nó nhanh đấy chứ. Tại vì phải chuyển mà. Không có chuyến sớm hơn. Chuyển ở Desden này. Không có chuyến sớm hơn. Không đi chuyến này là ok mà. Nếu mà đi sớm hơn quá thì vất vả lắm. Vâng. Thế anh gầy nhỉ? Con gầy nhỉ? Vâng. Đấy em sang em thích lắm. Em chỉ gầy lắm. Vâng. Chứ đó lo nó phải phe rồi phách cái đám cưới này. Nó phe lăng quá nhiều. Vâng. Người con người cái thích sự perfect cho nên cái pin bám vào nhé. Kiểu như mệt nó hoàn hảo quá. Đúng rồi, sẽ bị mệt. Sẽ rất là khổ chứ không phải là sướng đâu. Những cái người đấy rất là khổ. Số quần áo giống nhau. Giống nhau. Giống anh Việt Anh thế đúng không? Việt Anh không già đúng không? Con già. Mũi càng ngày càng to này. Giống ngoại chung. Giống hết. Cái hoa nó phở đây rồi, rất là đẹp luôn. Không không? Quay camera gì đấy? Quay, con quay cho nó vui. Quay vlog nó. Cho vui. Cho nó kỷ niệm cái gì ạ? Bản thân mày có thật 16 thôi. Nó quay vlog cho vui. Quay vlog cho vui. Này là cái đèn pin. Này là cái đèn pin. Thế nhưng mà đi trên tàu thì sao? Ăn uống như nào? Trên tàu thì... Hà bán vé hả nhỉ? Hà Quyến là thấy trai sao? Không khác gì cả. Vẫn trẻ vẫn xinh á. Có. Bọn con mang đồ ăn đi. À đẹp à, không? Ăn hết cái ba lô là đến nơi. Bây giờ đi vào đây đặt cho Chi quả bóng. Bóng ấy. Sao nước này vui đây. Nhộn nhịp nào. Rồng rồng Pepco nhỉ? Ừ. Ok, bây giờ là đang đi ra xe. Đi ra xe này. Về nhà bà Yến này. Chiều tối rồi. Đi bên đi con. Đi xe to, may quá, vali to. Xe này bà mới đổi hay đổi từ bao giờ ạ? Cái bà mua lâu rồi. Bây giờ mình cái nữa chuẩn bị đổi xe hết nữa. Cho cốc vào đi. Vâng. Con này con tưởng là quả bóng vỡ. Tám năm, chín năm rồi con mới sang đây. Ừ, nhanh nhỉ. Lâu, lâu thật đấy. Cái đợt mà đi sang cả ông bà nhà Hà ấy nhỉ. Navi, với cả túi với cả ba lô cái thế để những thằng này nó sỏi.
anh chị sang đám cưới em là tuyệt vời. Em Chi vẫn làm đồng hồ đúng không chị? Vẫn em bán. Chi vẫn làm ở trong cà chê đấy con. Vâng. Lương em cao. Vâng. Thế là em bé thì ôi giời ơi. Đi gửi hay là Chi bây giờ Hà ấy, Hà với cả Việt Anh thì là bác đúng không? Vâng. Bác của con Emily thôi đúng không? Cả bác của Pauline. Ừ thì bác thôi, chỉ là bác thôi đúng rồi, bác thôi. Bác chứ không được là ông bà. Chứ không được ông bà trẻ quen quen. Làm sao ông bà trẻ được bác thôi. Thì mai lại đúng rồi, mai là chưa cái lúc thế là mẹ đón được anh Việt Anh xong mẹ bảo anh Việt Anh là thôi bây giờ đi ra đấy để mua tiếp đấy, thì là như vậy thế đấy. Chứ còn mẹ làm xong hết rồi, chứ mẹ nhá, mẹ vào một cái đến một cái là mẹ đi ra Cao Hốp mẹ mua đồ cho mẹ này. Xong bắt đầu mẹ đi ra e-shop mẹ mua đồ xong thì mẹ ra đón anh, từ vì anh chị Hà viết cho mẹ là 15 giờ phương pho phiền á. À và Dana Pison in Lis in Linden. Und dann 16 Uhr sehen. Ja, weil der Zug kommt Verspätung 10 Minuten. Thế là sen nach vier, wir sind gekommen, angekommen. Xong danach là wir sind wieder zurück in Asia Shop. Xong bây giờ được, ở Autobahn, bây giờ rẽ vào Autobahn để về đây. Ihr habt es euch verdient. Alle Infos und die Nummer zu empfangen. Nó tiến sĩa sao? Was denn? Sướng không? Riêng của thằng Spock thì thôi rồi còn lại khỏi nói chuyện. Quá êm. Quá sướng. Cái bên chạy từ từ ấy. Từ từ cho nó đỡ đau đầu, từ từ. Rồi con này xuống. Hết tiền rồi. Hello. Gà đi còn nhà đi gà. Quay. Mệt à? Con mệt à? Mệt đúng không? Mệt đúng không? Đi với bà, mới đi với bà vào nhà. Cháu chào chú. Cháu chào chú. Cháu ông đi kìa, chạy ra chào ông con. Chú chờ cháu nhé, chú chờ cháu một tí nhé, chú chào nhé. Không nói được. Anh chào chị. Chào chị. Em cầm ra. Cháu chào chú. Chú đây. Chào chú. Chưa đấy. Đấy. Đấy nhìn cháu nó sang chưa đấy. Cháu cũng rồi. Chào chào chú. Vào đi con. Thế anh thích thì anh chạy được bán lấy ra tiền gì á? Không, biết cần gì phải lấy. Không cần cho mẹ đâu. Chào em. Bỏ cao nữa nhưng mà không, nó còn hâm lấy cũng không như này này, còn bên này. Em bò ra đây này. Đấy. Chào. Chào, alo, alo. Chào. Cười. Cười. Chào chào. Chào chào. Very nice. Mẹ chăm em tốt nhỉ? Ừ. Mẹ từ bao giờ vậy? Anh đây, chị nào không uống kịp không? Ừ. Dạ. Anh sẽ quay. Anh sẽ quay. Hello my, this is my camera. Hello everybody. Cho quay một tí để cho mọi người biết. Camera. Yes, cool. Nice to meet you. Nice to meet you as well. And yeah. So let's see what. That's my daughter. Đây là Emily. Emily đây là con của Chi và Mai. So gonna make, today gonna make bánh quan. Bánh quan. Not bánh quan, bánh bao, sorry. Yeah, yeah. Bánh quan we already have. Yeah, I see. Mm-hmm. Okay. Very nice. Tuấn không về đây luôn, Tuấn đi. Rất là giỏi. Kiên giỏi nha. Còn đây là em của Mai.
Hello. Hello. À, bao nhiêu tuổi? Em mặc 8 tuổi rưỡi rồi ông ạ. Chút chút mặc. Em mặc. Hôm nay gia đình tổ chức liên hoan. Đây là vườn của bà Yến. Vườn ông bà làm mới, hơi mưa một tí, rất là đẹp. Hai gia đình hay ăn cơm với nhau. Ở trên tủ một tỷ đông ly rồi, bây giờ thế này này, bà Bình ấy mắc là nhiều một bên người đấy đi, không quan trọng.
Đây bây giờ là buổi sáng. Sáng ngày thứ 6. Đây là quang cảnh vườn tược rồi nhà cửa của nhà ông Thắng bà Yến này. Nhà thì vẫn thế. Nhưng mà vườn tược các thứ thì là đã thay đổi sau 10 năm. Đây đi xa đường, đi ra đằng sau vườn. Ở đây có cái hồ cá. Cá koi này, sen này. Hôm nay mày có đi lúc đi ra đây. Sau vườn ơi, anh Việt Anh gọi điện chị... với cô Ngã Bắc Oanh đi. Thấy Bắc Oanh à? Vâng, bây giờ chị có chị chị gọi kiểu gì, chị gọi bằng trên này đi, Facebook đi. Đây chị, em ít khi dùng cái này, em không biết làm kiểu gì. Đây chị bảo mình gọi luôn. Nhưng mà gọi cái này thì không nhìn thấy được. Cái này đi. Cái nhìn thấy được. Đây. Chị biết cứ gọi điện anh nào. Em thì đang chung. Bác bị đau bụng, làm tiêm vaccine. À nhưng mà bác được tiêm rồi. Bác tiêm rồi, bác tiêm. Ở bên Việt Nam như thế cũng nhanh đúng không? Không biết có được không? Có thể là cái mạng ở đây nữa. Đây là đằng sau vườn nhà. Quả măng cỏ, có quả lê. Đây có cái bàn này. Mọi người có thể ra đây ăn. Ngồi ở đây.
đây có cái cổng hoa. Chắc là bà Yến bà đang trồng cái hoa gì leo lên đây. Leo thành cái cổng hoa này lên. Xe đạp. Bạn đánh xe vào không hay để ngoài? Không, không được. Bây giờ mình sẽ đi một vòng, đi một vòng dạo xung quanh khu vực nhà bà. Đất rất là rộng. Chuyện với chú anh đi bộ vòng quanh cho tinh thần rồi nó không mệt đâu, làm thì nó cũng vui mà. Ừ, không, con dao này giống con dao ông ngoại cho nhỉ, nhỉ ông ngoại vẫn number one lắm, dao của ông ngoại rất là đẹp, rất là sắc, đang đun nước được nhỉ. Đấy. Đây, bây giờ Hà đang nấu nồi phở cho buổi trưa. Bé con này là phụ giúp. Vào đây trông em bé với cả mọi người chia sẻ phần công việc một tí. Nào,
chú Hùng đang chạy ra đây quay một tí tư liệu kênh YouTube của cháu ạ. Đây là các cô các bác các bạn ở trong đoàn của cô. Bác ơi tắt ở đây bác ạ. Bác ơi tắt ở đây. Đúng rồi đúng rồi. Trong chảo vừa rồi. Thử thử rồi. Dạ vâng ạ. Đây sao nó muốn vào đấy đúng không? Chắc thế nhỉ. Chắc phải sao nó mấy mẻ chứ kia nhiều lắm. Thế nào phải sao cái thuốc này. Úi giời gì. Ông nghe tật gà xua sao vậy. Úi giời ơi. Sao mẹ ơi. Chùm mua. Chùm mua chùm mua tay. Nhau ơi. Gà trông ngon quá nhỉ. Gà ngon quá rồi. Tật gà trông ngon thế chứ. Các ông chùm hôm nay ra tay. Chạy 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 nhiều năm sau mình xem lại thì nó chính xác hơn, rất là ý nghĩa. À con có kênh YouTube của Văn là cái gì? À, của nhà cháu là nhà Vanh CZ ạ. Vanh là Việt Anh ấy, nhưng mà viết tắt nhà Vanh. Nhà Vanh Vanh CZ. CZ. Ừ, tí mở để con mình vào đấy chứ để ừ. Mình vào. Bây giờ buổi sáng đi ra xem cá. Ui, cái này vẫn khuất luôn. Ừ. Ừ. Ôi đừng có sờ vào, đừng sờ vào. Con sờ vào mấy cái này xong rồi lại bôi vào mắt thì thôi, giống như hôm qua ấy. Có biết những cái màu trắng trắng này là cái gì không? Ừ. Con cá nó đi ngủ hết rồi. Chắc là lạnh. Qua đây này. Đằng sau này có này. Ra đây xem đi. Sợ quá. Wow. Cá đẹp thế. Có con cá to kìa. Ừ. Sao thế? Cá này ong này. Ờ khổ tân. Con cá này. À, ngã xuống hồ đấy. Gần đâu. Cái con cá này ấy. Đó là chồng của cháu của Yến đấy. Con của chị Oanh đấy. Vâng, vâng. Đây là cháu dâu. Bạn là bạn này là người yêu của bạn. Chồng. Bạn có thằng cô này. Mọi người bây giờ đang trang điểm. Hợp đồng làm việc xong rồi ra sản phẩm là cái thằng kia. Xong rồi các bác vào đây. Cô Lan xong rồi các bác vào kênh YouTube của nhà cháu để xem cái video này nhá. Ừ, con phải nói chứ, con phải nói kênh YouTube nhà con chứ. Dạ, dạ. Giới thiệu là con phải giới thiệu luôn là kênh YouTube. Vâng vâng ạ. Sao rồi cháu sẽ gửi cho mọi người. Ôi, đây Nguyệt, Nguyệt. Đây Nguyệt cũng là bạn Yến. Vào đây đi Nguyệt ơi. Ăn uống chưa? Ăn trưa những gì ở kia cũng đi vào đây ai ăn thì. Bây giờ vào đi. À, thế thì đúng rồi. Đây, Kevin đang mặc quần áo đây. Soi gương vào đây, đúng rồi đây. Đây này, ngay đằng sau có cái gương này. Có nhìn thấy không? Đấy. Ok không? Đứng lên con. Đứng lên một chân nào. Cái đậu phụ nửa cái đậu phụ bạn nhá. Em hay ăn thế. Con này con đến nhé. Được chưa? Ok chưa? Có muốn chỗ áo vào trong quần không? Hay là thế này được rồi. Rồi. Ok nhá. Suốt ngày được. Nhà cháu thì cái thằng kia đây. Không thích bún phở cơ. Con đang quay đây. Bạn Thanh Hà đang trang điểm cho bà ăn Yến. Chưa ăn ăn một tí bánh bao không ăn được không đói. Hà mai này. Đúng là vui không đói đâu. Hả? Bác bảo Yến. Bác bảo mày cho hết. Em ơi, anh chị đấy kéo em sang đây kia ngồi. Pha chế tôi để ngồi đây, pha chế coi như là mang hết cả mắm muối mì chính hạt tiêu từ trong bếp ra mà không biết có cửa hay không. Anh chị cho rồi à? Không phải tự pha chế. À mơ nhỉ. Cửa này chưa có pha chế thì nó lạ không rồi. Dạ dạ. Ok chị ơi, thank you.
chỉ là nước luộc thôi. À, nước luộc gà ấy chị. Bên Đức có quả mít to như này. 14 cơ. Cháu đoán chắc là các bác từ bên Séc sang, đúng không? Từ bên chợ Sapa. Tin văn phòng coi như mít thái. Nhớ, vui giờ thẳng băng nhé. Con đi chuyển xe vào trong này có gì nữa nhá. Không có bấm nút rồi. Nó sẽ quay rồi đấy. Đúng, nó quay rồi. Hello. Hello, chào đón Kevin nhé. Đang chờ mẹ trang điểm xong, mặc quần áo không? Khi lúc nào quán con chả lúc nào chở người ngồi chơi. Đây là bóng cưới này. 21 tháng 8 năm 2021. Kim Chi Mai. Lại đi đâu đấy? Tớ có việc riêng. À, có ý hiểu không? Đi ra lấy sao? Để ngoài xe. Lam ơi, Lam ơi, cái này đẹp này. Đây, xe cưới đây. Mà chẳng biết xe nào xe đánh dâu. Dán hoa cưới rồi. Đây, xe cưới nữa đây. Hai xe. Vị quý khách có mặt trong hội trường ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất của đoàn xin chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý, các anh các chị cùng các bạn đến từ phương tây, đến từ cộng hòa Séc, từ Bulgari, từ Hungary và các nước lân cận trong căn ngại đường xa, đường xa một chút thời gian quý giá của mình đến chung vui. Bạn bè của mình đến mọi người. Đấy là đông đàn ông phải ngồi. Không có mấy ông đàn ông phải ngồi trước thì đẹp hơn. Chị em mặc áo dài. Anh Giang là chưa thay đúng không? Cả nhà ấy, tôi nhìn nhó cả nhà mà kiểu nhìn nhó mà ai để tay như này, anh thả tim bên này. 2-3 nhá. Nào, 2-3 nào, cười tươi nào. Đấy, đẹp. Bây giờ bắt đầu đi đây. Có kính à? Có kính rồi. Say Kevin. Show me. No, you have. No, anyone. You don't have. No, I'm not. Mít đâu rồi? Cái này cho qua cùng với xe nào chứ? Thế thì cũng chỉ đây, một xe thừa này, đang chờ đây này. Không, đây đủ rồi, bọn mình đủ rồi. Đi với cả đi với xe nhà chị này đủ rồi.
Thế còn xe này có mỗi hai bà cháu mình. Ủa không có ai à? Thế mọi người đi hết rồi. Ừ. Ủa thì có mấy hai bà cháu à? Thế nào. Ôi bà làm gì có chịu máu. Ôi sai sợ. Ôi giời đứa nào nó không. Bà cài vào Navi chưa? Bitte 3 Kilometer der Straße folgen. Ra ra có nóng không mà. Cách đây bao nhiêu cây mà? Bác lên trên thành phố mà chị đã khách hàng. 1 2 3. Aber hier jede Familie, die kam, mindestens 2 Kinder dazu. Tiger da drin, ne? Đây là con Sophie là người xin nó về Việt Nam. Tuấn đâu? Chưa gặp Tuấn nhỉ? Bây giờ mình phải ra mình xuất trình cái test Covid. Vậy ý. Việt Nam á? Hà, Phạm Thanh Hà. Ở đây. Xem chờ test này. Yeah, fine. You? Yeah, it's okay. Đẹp chưa? Ừ, đẹp nha. Ừ. Welcome. Sẽ ở ngoài trời. Sẽ ở ngoài trời đấy. Yeah.
May quá không mưa nhỉ. Mưa là mưa hết. Mưa thì không không được. Mấy khi mới nắng không? Nắng thì lại bảo không nắng. Ừ đó, nhưng mà dâm dâm này hơn, cái không là mặt nám là chết luôn. Cái đấy là quan mà, nó phải xem được. Tiếng Tuấn đây là gì nhỉ? Anh em lại phải thành anh cũng tìm. Anh cũng tìm. Anh cũng tìm. Mình nhìn ở TV, mình nhìn handy thôi. FaceTime ấy. Vâng, alo. Alo chị. Chị khỏe, Tuấn hai vợ chồng khỏe không? Thì có hai trẻ con thì cũng hơi vất vả. Em bé tên gì nhỉ? Leopold và Pauline. Nó sẽ đến. Leo và Pauline. Das sieht nach coolen Nummer aus heute. Sehr schön. Mal eine kurze Frage, damit ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Wer war schon mal von einer freien Trauung von euch? Einmal Arm hoch. Familie, Freunde, Angehörige, viele von euch haben auch einen weiten Weg jetzt hinter euch gebracht, um hier heute von einem Leben gehört, welche Geschichten ihr mit diesen Menschen verbindet. Da sind auch Menschen bei, ohne die würde ich das gar nicht geben. Da sind Freunde, Wegbegleiter, Menschen, mit denen ihr ganz viele tolle Geschichten erlebt habt, die euch schon viele, viele Zeiten begleiten und vielleicht kommt die eine oder andere Geschichte gerade noch mal kurz hoch. Keine Angst, sie bleibt da, wo sie passiert ist. Sehr schön. Bevor das Ganze in so eine Umarmungsorgie ausartet, dürft ihr euch gerne wieder umdrehen und hinsetzen. Ich
Ich möchte meine Rede offiziell anfangen, und zwar mit einem Dank an euch. Wenn du den anderen trinkt, dann halt auch so ein bisschen dein Sonar gestört hat scheinbar, hat sich nicht aufgehalten. Antrag, da gab es dann auch so eine typische Kim-Chi-Mike-Geschichte. Mike wollte seinem Ruf als Romantiker eigentlich alle Ehre machen und hatte am 5. Jahrestag keinen... So Philipp Heusels Lied, Liebe meines Lebens, hast du ihr gesagt, was für eine wundervolle Frau sie ist, was für eine tolle Partnerin sie ist und den Ring aus der Hosentasche gezogen. Zu holen. Also beim Thema Essen erkenne ich da ein Muster. Deine Kaffeemaschine wäre dabei, dein iMac und der Eiaufstrich vom Grummes. Ich schätze, Mike würde dort auch sofort wieder einen Kaffee eröffnen oder mit Kitschi. Für deinen Charme, deine Ruhe und deine schier unendliche Fähigkeit. Folgenden Satz von Mike 1:1 wiedergeben. Seit ich mich als junger Heranwachsender für das weibliche Geschlecht interessiere, hatte ich immer eine Vorstellung. Sehr schön. Mike, eine Kimchi, für immer lieben, sie sehen und achten, sie vorbehaltlos unterstützen und immer an ihrer Seite sein, in guten wie in schlechten Zeiten, dann antworte mit einem überglücklichen und für alle hier Anwesenden deutlich hörbaren Ja, ich will. Ja, ich will. Und Kimchi. So, anstecken, logisch. Da fragt er ganz devot, darf ich? Ach, schön. Kimchi, willst du den hier anwesenden Mike für immer lieben, ihn sehen und achten, ihn vorbehaltlos unterstützen und immer an seiner Seite sein, in guten wie in schlechten Zeiten, dann antworte auch du mit einem überglücklichen und für alle hier übergebenen Würden, erkläre ich hiermit zu emotional verbundenen Eheleuten. Du darfst die Braut jetzt küssen. Und ihr dürft endlos durchdrehen. Quảng trường rộng nhỉ.
Thoải mái. Không có ai, cái chân lìa, lìa khá. Nó vẫn bị lìa. Trên một bên nó yếu ấy. Nó lìa. Nhược chưa được nói lại. Ai? Chẳng biết tiếp theo phải làm gì. Má mẹ, là sân nhân nhỉ? Chị đi chơi với Pauline chứ? Pauline, Pauline. Anh chúc mừng chị nha. Congratulations. Thank you, thank you, thank you. Congratulations. Thank you. You look great. Thank you. Hey, Kevin, give me check. Jetzt so cool mit seinem Bild, oder? Seine Jella. Ja, aber mein Game, ne? Wir mit 15 Mann machen Sauberfahren hier, oder was? Und ihr wollt zurück? Ihr wollt zurück? Wahnsinn, Wahnsinn. Kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich echt nicht vorstellen. Kann man sich nicht ausdenken. Sei krass. Thì nó còn đi theo hai cô này chơi này, kiểu gì có quá. Wo waren denn sie aus? Hai cô này này. Hat die Tankstelle bekommen? Und das Kfz-Werkstatt zu Hause oder? Nein. 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 Kevin, Kevin có bàn ở đây. Tên là Kevin. Pommes, das war's. Also strawberry, waffle. Ja, das glaube ich. Cầm theo. Đây cho mà Yến, à, chị nó cầm theo. Cái thiệp để mình biết chỗ ngồi mình ở đâu, số. Không bao giờ có số luôn. Đi hai chồng mình vào đây ngồi. Bây giờ ăn là sẽ ngồi ở đây sắp sẵn tên rồi. Chơi thoải mái đây đúng Jen und Tang als nächstes. Als nächstes. Und dann mit deinem Bruder oder uns? Ja, mit Bruder. Und Angelik natürlich. Ja, ăn được không? Ăn khoai chưa? Con ăn ngon không? Juna, ebenfalls eine sehr, sehr enge und gute Freundin von...
im Schirm meiner Frau war zu unserer nicht sehr konventionellen Beziehung die allererste Fürstreiterin. Und ohne Juna hätte sie es im Schirm vielleicht wirklich auch noch anders überlegt. Und dafür bitte ich dir auch ein. Zum Schluss möchte ich einer wundervollen, großartigen, liebevollen, wunderschönen Frau Dankeschön sagen. Heute ist ein besonderer Tag für mich mit meiner Aussprache als Frauenvater. Aber für uns alle ist auch ein besonderer Tag, den wir gemeinsam feiern. Ich freue mich aufrichtig, dass ihr alle gekommen seid und unsere Freunde teilen. Und bedanke ich mich dafür aus ganz Herzen. Ich möchte auch gerne den Trauzeugen danken, sowie den weiteren fleißigen Freunden unserer Paupers, dass sie Hochzeitfeier so hervorragend vorbereitet hatten. Đến chung vui với hai gia đình chúng tôi. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, bình an và may mắn. Chúc một buổi tối an lành. Kevin đang cười. Yeah, he is like a dog. Very sweet, your yes. son. Really? Thank very, you. Very sweet. Bây giờ mọi người sẽ ra đây lấy đồ nướng để ăn thêm. Ăn bây giờ sẽ là tụ ăn tăng 2. Buffet nướng. Hello. Hello, bitte schön. We need just a little bit. Yes, you know. Thank you. Little bit steak? Yeah. Thank you, Baba. Hallo. Hallo, bitte schön. Hallo. Das ist Langkohl in der Küche. Was darf sein bei Ihnen? Etwas Soße. We need just
A shrimp? Yes. One? Or two? Or three? Three, yeah. Thank you very much. No problem. A little bit of the sauce. Yeah. It's very good. Thank you. Con bảo là chào Việt Nam. Chào Việt Nam. Con bảo là chào Việt Nam. Chào Việt Nam. Chào Việt Nam. Chào mọi người ở Việt Nam. Muốn đi ngủ. Đi ngủ đi Tuấn. Wow, disco.
Ok, bây giờ thì đến ngày đi về rồi. Nhưng mà bây giờ đi ra ngoài trời hơi mưa. Trời hơi mưa. Về rồi, hơi bẩn ướt. Đây, trời lên câu. Bây giờ cũng mở cơm nhé, không cứ quay nhé. Thế bà, ừ, nếu còn hóa đơn thì đổi, còn không thì để cho Leopard nó đi. Có vừa không? Có vừa không? Hả? Để ba con để đâu? Có để bọc thôi. Thoải mái mà đúng không? Để ba đều rồi, còn ba nha. Chào Hanover nhá. Chào Hanover nhá. Tôi đi về Praha kiếm tiền đây. Praha vẫn là cái nơi này. Tôi đi mấy hôm mà tôi nhớ Praha quá này. Ok, let's go. Đi, như này. Bình thường rồi. Đã